có một anh học trò trẻ tuổi nhà nghèo sơ nghèo sát vì có cha mẹ già anh phải lang thang đầy đó làm nghề gõ đầu trẻ để nuôi thân và nuôi cha mẹ mãi về sau anh được một phú ông ở một làng nọ mời về ngồi tại nhà mình để dạy cho con học anh mừng thầm từ nay có chỗ yên thân ngoài ba bữa cơm hàng ngày của phú ông anh còn nhận được tiền gạo của những người khác có con đến học với anh. Phú ông có một cô con gái đã đến tuổi lấy chồng. Từ ngày có anh đồ tới, cô con gái cảm thấy lòng mình đỡ trống trải hơn. Mặc dù ăn ở cách biệt, cô gái và anh đồ vẫn nhiều phen gặp gỡ nhau. Cô đâm ra yêu chàng ngày một tha thiết và cô cũng được chàng yêu lại. Mối tình vụn trộm cứ thế mỗi ngày trở nên keo sơn không thể gỡ ra được nữa vì thẹn thò và sợ hãi cô gái cũng không dám nói thật cho cha mẹ biết hai người yêu nhau như vậy đã được vài năm nhưng một ngày nọ có một nhà phú hộ khác ở cùng miền mang trầu cao đến dạm cô cho con cha mẹ cô gái thấy hiếm có đám nào môn đăng hộ đối hơn thế nên hối hả nhận lời ngay nhưng khi hỏi ý kiến của cô con gái thì phú ông đâu có ngờ rằng con mình xưa nay ngoan ngoãn là thế trước việc nhân duyên tốt đẹp của mình lại tỏ ra vô cùng khó tính cả hai vợ chồng hết lời dỗ dành con nhưng không có kết quả mãi về sau cô gái mới cho cha mẹ biết là mình đã thề non hẹn biển với anh đồ và quyết kết nghĩa trăm năm nghe nói thế Phú ông từ lòng thương con Chuyển sang tức giận Đời nào ông lại chịu hạ mình Gã còn cho một người kiết xác như vậy Ông nhất định Không để con gái Làm sai chuyện hứa hùng Con gái trước còn khăng khăng từ chối Nhưng sau khi bị gia đình Và họ hàng ép buộc Nên tùy ức ức Mà đành ngậm miệng Còn về phía anh học trò Biết phần mình không đất cấm dùi nên cũng không dám tỏ bày nỗi lòng với vợ chồng Phú Ông Vì vậy Sự định đoạt của Phú Ông Coi như mười phần Đã xong đến tám chín Thấm thoát đã một năm trôi qua Con trai nhà Phú Hồ Đã chuẩn bị xong lễ cưới Vì không có ai bên vực Không một người đồng tình Nên cô gái nhẫn nhục kia Cảm thấy quản trí Không còn biết cầu cứu với ai Cô quyết tự liều tám thần còn hơn phải lấy người mà mình không thích Vào một đêm Trước ngày đón dâu Cô trốn lên nhà học Tư tình với anh đồ Hai bên chuyện trò than vãn với nhau đến tận sáng Cuối cùng Cô gái lấy gói thuốc độc Và chỉ một lát Hoàng hoại chết ngay trong lòng của anh Thấy người yêu tự vẫn Mà trước sau Vẫn không một lời bọc bạch cho mình biết Anh học trò lòng đau như cắt nhưng dầu không ngăn được nước mắt vàng dùa Anh cũng cảm thấy hết sức bối rối và sợ hãi vô cùng Nhất định sẽ làm cho mình mang tai họa vào thân Nếu mình đeo gông ngồi tù Thì cũng đành cam chịu Nhưng cha mẹ của mình Rồi đây biết cây nhờ vào ai Càng nghĩ anh càng bụng rủng chân tay Cho đến lúc gà gáy canh nằm Mà anh vẫn chưa biết xử trí ra sao Cuối cùng anh nghĩ ra một kế Anh đứng lên Đi kiếm cuốc Đào dưới gầm giường của mình Một cái huyệt Đào xong Anh ôm lấy thi thể của cô gái Mà thề với vong linh nàng Kiếp này Duyên đã lỡ duyên Quyết sinh giữ trọn Lời nguyện kiếp sau Sẵn có bút son trên bàn Anh viết vào tay cô gái hai câu Thử sinh duyên vị liễu Nguyện kết hậu sinh duyên Viết đoạn xong Anh đặt xác cô xuống huyệt Lắp đất lại Lại sửa sang nền nhà thật cẩn thận Nhặt từng hòn đất Xách từng viên gạch Rồi chùi rửa cuốc Không để một vết tích gì khả nghi Xong đầu đó Anh lại lên giường nằm đợi trời sáng Sáng hôm sau Thấy con gái mất hút Bèn cho người đi khắp nơi để tìm Bên nhà trai Nghe tin Cũng cho người dò la khắp nơi nhưng ngày một ngày hai Vẫn không một manh mối Không có một tin tức gì Phú ông đón con gái mình Vì không cam chịu ép duyên Nên đã liệu thăng hoại thể ở chốn xa xôi Mặt khác Sao bọn quan nhà lính tráng Vừa dám vào việc này để đục khoét Nên ông cố yểm đi Không dám trình báo Cuối cùng Sau những ngày hối tiếc thở than của bà con thân thích Sau những cuộc bàn tán xôn xao của xóm làng Câu chuyện cô gái mất tích Cùng với thời gian Xóa mà dần trong ký ức của mọi người Về phần người học trò Sau khi bí mật chôn xác người yêu Phần vì thương cảm quá độ Phần vì muốn tránh mặt vợ chồng Phú Ông Nên được ít lâu Anh thôi dậy ở đó Phú Ông cho rằng thầy đồ thất tình Cũng không có nghi ngờ Rời nhà Phú Ông Anh đi thật xa Kiếm được một chỗ ngồi dạy khác rồi cố nén đau khổ, tự rèn luyện thành tài để đợi khoa thi. Sau 15 năm rồi kinh miệt mài, sức học của anh, uyên bác không ai bị kịp. Anh đi thi và đậu luồng tiến sĩ. Những ngày vinh quy, rộng ràng táp nập đã qua. Nhà vua bổng anh làm quan ở một trắng gần kinh kỳ. Bố mẹ cũng như hàng xóm, mỗi lần gặp anh, ai cũng khuyên anh lấy vợ. Rồi anh cũng không gật đầu, cũng không từ chối Hồi bấy giờ ở một thị trấn Do quan tăng khoa trị nhầm Có một nhà phú hồ Hiếm hồi sinh được một cô gái Nhan sắc xinh đẹp Nhưng lại có tật Từ lúc sinh ra Mấy ngoan tay của cô Bị ván dính liền nhau Và vì thế Bàn tay trái Luôn nắm lại Không thể mở ra Thấy con tật nguyền như thế Nhà phú hộ lấy làm buồn phiền Họ bắn tin ra Hãy ai chữa khỏi cho con gái của mình thì sẽ vui lòng hậu tạ tất cả gia sản bao nhiêu gia ni nội khoa cũng như ngoại khoa tìm đến chữa chạy bằng đủ các món thuốc nhưng cô gái chứng nào vẫn tặc ấy qua tăng khoa lúc mới tới vùng đỏ đã loáng thoáng nghe được tin ấy mặc dầu đó là một cái tin hơi lạ hoàng tăng khoa vẫn không bận tâm mãi về sau nhân một chuyến đi hành hạt hoàng ghé vào nhà phú hộ đinh bụng xem thử cho biết thấy cô quan đến nhà phú hồ tiếp đón rất long trọng nghe con hỏi về chuyện bàn tay con gái quan liền nói chúng tôi cũng biết chút nghề đó cậu hãy cho cô em ra đây thử xem sao nhà phú hồ vào buồn dắt cô gái ra khi thấy mặt nàng quan bỗng nhiên bồi hồi xúc động vì giống hệt mặt người yêu xưa Hầu không sai một nét quan liền sai người hầu Múc đến cho mình một thau nước Đoạn quan cầm bàn tay nạn nhúng vào nước Rồi tự mình vuốt các ngón tay Tay quang vuốt tới đầu Ván bóng trôi đi tới đỏ Cuối cùng Năm ngón tay búp măng của cô Lại xòe được ra như thường Khi mấy ngón tay vừa duỗi ra Một mối kinh ngạc đến với mọi người Vì họ thấy lộ ra những dòng chữ Thử sinh duyên vi liệu Nguyện kết hậu sinh duyên Mười chữ son vẫn còn đỏ thắm Trong bàn tay của cô gái Nhưng tất cả mọi người lấy làm ngạc nhiên hơn Khi Hoàng luôn tiện kể lại câu chuyện cũ của mình chôn kính trong lòng từ bao nhiêu năm nay Nào là hai người yêu nhau ra làm sao Cô gái nhà phú ông nọ Bị ép uổng như thế nào Cuối cùng cô đã tự tử vào lúc nào và được mình chôn cất thê hèn hoàng ngứa nước mắt kể mãi kể mãi sau đó quan chỉ vào cô gái và nói thật là có trời đúng là một cuộc tái sinh không thể nào ngờ được nhà phú hộ sau đó gả gá cô gái cho hoàng và biếu chàng rể tất cả gia sản làm của hồi môn đám cưới tổ chức rất linh đình có vị đại thần người của nhà vua về dự rồi quan đưa vợ về quê chào cha mẹ họ hàng quan còn không quên đưa vợ tìm đến nhà phú ông người đã đón mình ngồi dạy học tại nhà ngày trước thấy người đàn bà giống với con gái mình thuở xưa như đúc phú ông rất đổi kinh ngạc phú ông càng ngắn người khi nghe quan kể lại câu chuyện về đứa con mất tích thỏa nào mới đầu phú ông tỏ ý không tin nhưng khi quan chỉ chỗ chôn cô gái và sai đào lên quả đúng như vậy từ đấy quan nhận cả hai người phú hộ làm ông nhạc và ăn ở với cô gái trọn đời trọn kiếp